Phương pháp luyện tập Kendo cũng giống như tất cả các môn phái khác, cũng giống như những cách luyện tập của các thế võ khác. Nếu trong Taekwondo, trong Kendo, trước khi bạn tấn công người khác, bạn phải biết cách nắm nó lại để cho cái lực của bạn nó như thế nào, nó ra các đầu ngón tay khi đấm hay khi chém. Thì trong Kendo cũng vậy. Phương pháp để các bạn giữ lấy cái chuôi kiếm cái nắm của chuôi kiếm, bạn phải hình dung ra nó như thế nào. Trong kiếm Nhật có hai cái tay phải và tay trái. Tay phải thì giữ phần nó nắm như thế nào, và tay trái nó phải nắm như thế nào. Tay trái nó nắm như là cầm cây dù, cái lực của nó như là bạn đang nắm cây dù. Còn cái tay phải thì bạn phải hình tượng nó như là bạn đang giữ một cái trứng gà. Trứng gà chứ không phải là một cái trứng ngỗng hay là trứng gì bự nha, nó chỉ là trứng gà nhỏ thôi. Bạn giữ cái nó là giống như một trứng gà. Đây là cái hình tượng để cho bạn giữ cái kiếm nó chính xác hơn. Bởi vì khi nói bạn không hiểu. Có nhiều người bạn siết rất là chặt, xì sợ cái kiếm nó rớt ra. Bước vào luyện tập Kendo thì chúng ta có một cái khoảng thời gian gọi là thiền. Thiền ở đây tức là cách điều tức lại hơi thở của các bạn trước khi bước vào tập luyện. Hơi thở của bạn và cách hít thở của bạn, hít một hơi dồn xuống dưới bụng, tạo một cái bụng mình nó có giống như cái bong bóng như vậy. Để làm gì? Từ từ bạn thở ra. Và hai cầu dai thả lỏng. Người bạn ngồi thẳng lên, mong bạn chạm với cái gót chân. Khoảng cách giữa hai đầu gối là bằng hai cái nắm tay để xuống đây. Không phải rộng ra, cũng không phải sát lại. Cái điều này bạn phải chú ý. Cổ ba thẳng. Chào thì bạn chào như thế nào? Tay trái xuống trước, rồi kế đến tay phải. Khi bạn chào thì hai cánh tay chập lại nhau giống như một hình tam giác. Mắt bạn vẫn có thể quan sát khi chào, chứ không phải nhắm lại. Khi trở về có thể là bạn đi giờ tay phải trước và tay trái sau. Ở người quốc tế, người ta chào, có thể người ta chào bằng hai cánh tay xuống trước. Đó là quốc tế. Thành ra khi tập, chúng ta phải nhớ cần phải có sự thiền định hơi thở trước khi tập là điều quan trọng trong Kendo. Nghi thức bắt buộc các bạn phải hiểu và tập trước khi bạn bắt đầu phương pháp luyện tập. Có người hỏi tôi, tập Kendo, tại sao có người tập kiếm tre, có người tập kiếm gậy, có người tập Ken? Thưa các bạn, trong Kendo,
cái tính bao quát của nó. Phương pháp thứ nhất là Sinai là một cái vũ khí bằng tre, kiếm tre, ta gọi là kiếm tre của người. Đây là cái phương pháp cần đòi hỏi bạn có một cái y phục phù hợp, y phục bảo vệ. Để che trắng khuôn mặt, thân hình. Nó gồm có 50 thế Sinai trong Kendo. Các bạn phải tập luyện. Và 50 thế trong cái Waza, trong cái Sinai này, các bạn phải lần lượt học qua. Thì cần phải chú ý, đó là những cái chiêu thức từ số 12 cho đến 50. Các bạn phải đánh nhuần nhuyễn. Đó là cái phương pháp tôi trải nghiệm đã nói cho các bạn biết. Vì đây là những cái kỹ thuật cực kỳ độc đáo, giúp cho bạn Sinai, cái đầu u của cái kiếm tre này, nó giúp cho bạn điểm. Nó tương đương cái Kisaki của Ken, là cái khoảng này nè. Cái khoảng này nè, Kisaki của Ken, nó tương đương với cây kiếm Sinai, kiếm tre. Ngoài ra, bạn còn phải học những bài song luyện với nhau qua cây kiếm gỗ. Bởi vì bạn không thể nào dùng cây kiếm Ken sắc bén như vậy, hoặc là tốt như vậy, bạn đánh nó sẽ bị hư. Kiếm nhật khó kiếm lắm, nhất là những người ở bên Việt Nam mà kiếm một cái kiếm nhật thì phải là bỏ công tiền ra hết sức. Thành ra các bạn mới có thấy là một số người khi tập có vụ có người đánh bằng Sinai, nó gọi là kiếm tre, và một số là tập bằng Kubito là kiếm nhật, cây gọi là cái kiếm cây nhật. Mỗi một cái bộ, mỗi một cái thế cầm kiếm cây hay là kiếm tre hay là cây ken, nó có một cái sắc thái riêng của họ, nó có bài bản riêng của nó mà bạn cần phải học. Khi bạn cầm cây kiếm gỗ và đánh, nó khác một cái kỹ thuật đôi chút so với cái cây kem này. Và cây kiếm tre nó lại khác nữa. Thành ra kiếm nhật khi bạn học rất là phong phú. Nếu ai đã từng say mê nó, tập nó, say mê vũ khí, thì kiếm nhật sẽ là nơi các bạn có thể tham khảo rất là nhiều. Ngoài cái tinh thần võ sĩ đạo ra, nó còn có những cái phương pháp luyện tập để cho phát triển cái sự nhạy bén của các bạn. Những đường kiếm Kendo là nó tập hợp những cái đường kiếm của người kiếm nhật. Đô ở đây không phải là đạo đức gì các bạn nói nha. Vì môn kiếm nhật mà bạn cứ nói là đạo đức ở Việt Nam là không có chuyện đó xảy ra. Kendo bạn đừng tách rời cái chữ Kendo ra làm đôi. Mà Kendo là một cái từ của nó, riêng biệt của nó, bao gồm những cái tinh hoa của kiếm nhật mà được phối hợp lại ở thời hiện đại của người Nhật với những đường nét tổng hợp, những đường nét kiếm tổng hợp để cho họ tập luyện. Cái nôm na của nó là đây là Kendo, là cái tổng hợp những cái đường kiếm xuất sắc của người Nhật, những người samurai của ninja ngày xưa đó, hợp lại để cho các bạn học. Ở đây không có vụ nói là đạo đức gì hết, đạo đức là do các bạn. Khi bạn tập bất cứ môn võ nào, bạn phải có tôn sư trọng đạo.
Điều tất nhiên rồi. Bạn phải có kính nể lẫn nhau trong khi tập luyện. Mà nhất là Kendo và Aikido, khi bạn tập luyện là bạn phải tôn trọng cái người tập với bạn. Chứ không lẽ bạn không tập tôn trọng thì làm sao ta muốn tập với bạn. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Ra ngoài đời bạn cũng phải vậy thôi. Không phải là bạn nhất thiết phải học Aikido hay là Kendo bạn mới có thể đối xử với mọi người như nhau, mọi người tốt hơn. Không. Đừng bao giờ thần tượng quá một cái vấn đề. Mà thật sự cái vấn đề đó, bình thường cái môn phái khác người ta cũng tôn trọng lẫn nhau như thường. Đó là cái điều mà hiển nhiên. Cái bản chất con người của mình được thể hiện qua cách cư xử của mình, chứ không phải do cái môn võ này giúp bạn cư xử như vậy. Mong các bạn hiểu được rõ cái vấn đề trước khi tập luyện. Đừng bao giờ đem cái lý luận trên trời dưới đất mà tạo nên cái sự huyền bí của một môn võ. Bạn hãy học nó và bạn hãy hỏi nó xuất phát từ đâu và có bao nhiêu cái phương pháp để tập luyện nó. Trước khi tập một môn võ nào, bạn phải hỏi cái giáo trình của họ như thế nào. Bạn đến với Kendo, một cái cơ sở đó dạy cho bạn Kendo, nhưng mà bạn phải hỏi họ cái giáo trình của họ như thế nào. Cấp đây nào học được cái gì, cấp đây nào học gì, rồi tôi học sau 3 tháng tôi học cái gì, sau 4 tháng tôi học cái gì, khi lên cấp tôi học những gì. Có những người mở lớp dạy nhưng không có giáo trình, không dạy gì là dạy, thành ra bạn không biết là cái trình độ của họ như thế nào. Cái tôi muốn nhắc nhở các bạn là khi tập một bất cứ một môn võ nào, bạn phải biết cái giáo án, giáo trình của họ, cái thi lên cấp của họ, những cái gì bạn học đó mới là chính xác. Nhiều người mở ra một cái lớp không có giáo trình, dạy cho học sinh không có giáo trình, thi lên ai lên cấp không có giáo trình, không có giáo án, không có thi cấp, thì rõ ràng đây là trò bịp bợm. Không nên học. Bạn hãy học đến những cái cơ sở nào họ có cái giáo trình rõ ràng cho bạn biết. À, trước hết bạn học cái như thế này, sau đó bạn học như thế nào, và những cái đặc điểm của mỗi một cái cấp bậc là cái gì. Trước khi học tôi đã nói với bạn rất là nhiều. What you want to know, what you want to learn, tức là cái gì bạn cần biết trước khi học và cái gì bạn cần phải học khi tập nó, học khi tập luyện nó. Đó là cái phương pháp luyện tập chính xác nhất và hữu hiệu nhất. Kendo, có người hỏi tôi nó có nhiều hệ phái không? Dạ thưa các bạn, tôi nghĩ là có, tôi nghĩ thôi nhé. Bởi vì tôi ở Việt Nam chứ tôi không phải là ở Nhật. Nhưng qua sự tham khảo và sự suy nghĩ của tôi thì kiếm Nhật bị kỳ nó xuất phát từ cái thời điểm samurai, có ninja và cái thời đại phong kiến của người Nhật. Họ có sự phân chia giữa triều đình và những dân giả samurai, do đó khi có những cái phái trường phái như ninja xuất hiện thì họ sẽ xuất hiện nhiều cái trường phái và phương pháp luyện tập khác nhau, binh khí khác nhau. Do đó trong Kendo nó có rất, tôi nghĩ sẽ có nhiều cái hệ phái chuyên về một cái binh khí khác nhau và cái đường kiếm khác nhau. Do đó ở Nhật bây giờ họ tổng hợp lại có thể là hơn 500 cái thế kiếm khác nhau. Mà
khi đến với Kendo bạn phải hiểu tại sao, trong khi một cái cách rút kiếm ra thôi mà họ có tính 108 cách rút kiếm. Và trong Kendo khi bạn đến nó, nào là Shinai có 50 thế, nào là Kubito kiếm gậy lại có nhiều thế song luyện, và nào là Kendo, nào là bắt gậy, nào trong mình. Nhưng cái điều cốt lõi Kendo hay bất cứ một cái gì, dù cho anh có hoàn chỉnh cỡ nào, anh cũng có sơ hở, có khuyết điểm. Thì cái khuyết điểm ở trong kiếm nhật đó là cây sai. Khi mà bạn gõ ngay chính giữa cây kiếm nhật thì coi như cây kiếm nhật này bị destroy, bị phá vỡ. Khi nó gài lại và nó đập ra chỗ này, cái kiếm nhật sẽ cong và cái độ chính xác của kiếm nhật sẽ không còn khả năng nữa. Do đó bất cứ môn võ nào nó cũng có cái khuyết điểm và ưu điểm. Thì cái khuyết điểm của người nhật, của kiếm nhật đó là cây sai, là cái mà vũ khí lợi hại để mà trị nó nha. Bạn phải nhớ kỹ, cây sai là cái vũ khí khắc chế cái kiếm nhật. Tuy trong Kendo có rất nhiều hệ phái, nhưng trong Aikido không có hệ phái. Aikido hiện tại trên thế giới chỉ có do tổ sư Toshiba sáng tạo và được truyền bá đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Học trò, tất cả học trò của tổ sư Shiba, họ tạo ra một cái võ đường riêng của họ. Và chính những người này tạo ra những cái nét đánh đặc thù riêng của họ, không có lệ thuộc hoàn toàn vào cái kỹ thuật của tổ sư. Do đó không thể nào gọi đó là một hệ phái riêng biệt được. Không lẽ một cái anh huấn luyện viên tầm thường ở Việt Nam tự biến cái môn võ Aikido trở thành là Việt hiệp đạo hay Việt khí đạo gì của Việt Nam, là anh đã chứng minh là anh có một cái hệ phái riêng? Không bao giờ. Chuyện đó không bao giờ chấp nhận được. Thành ra khi bạn đã treo một cái tấm hình của ông tổ sư trong cái võ đường của bạn thì bạn phải tuân thủ theo cái chương trình huấn luyện của tổ sư đề ra. Nhưng hiện tại một số người do quá nhiều cái phim ảnh, quá nhiều cái yêu cầu về tự vệ, đã tự sáng tạo ra, tự đặt ra trong Aikido những cái Atami quá nhiều, lạm dụng Atami quá nhiều. Vì tổ sư nói là Aikido không có đối kháng. Vì trước khi ổng học, ổng tạo ra cái môn Aikido, ổng đã học Aikijitsu hoặc là các môn võ khác. Và những cái này nó gây cho sự gọi là lạm dụng bằng sức lực, tàn sát nhiều quá, ổng mới chế ra cái thằng Aikido để chống đi cái sự đối kháng. Thì tại sao lại bạn lại lặp lại cái ngày trước của cái thời điểm của tổ sư? Do phim ảnh, giống như cái tài tử của Mỹ Steven Gar, anh ta đi chu du nào là nước Nga nữa, chế đánh một cái đoàn Atami gọi là cho là sử dụng đòn Aikido Irimi, đánh rất nhanh
trong phim ảnh sử dụng một số đòn như là Kotegashi hay là bắt tay đẻ ra rất là cực kỳ nhanh, khiến cho mọi người cứ nghĩ Aikido là tốc độ như vậy đấy. Nhưng thật sự ra bản chất của ảnh là từ cái thằng Karate. Ảnh lợi dụng cái sự nhanh nhẹn gọn gàng của thằng Karate, ảnh mất lấy cái đòn của thằng phân nửa đòn của Karate rồi phân nửa tốc độ của Karate cộng với thằng Aikido, những đòn phá Aikido tạo thành một cái động tác riêng của cho anh đóng phim. Thành ra ai cũng ngỡ là Aikido là vậy đó. Và ở tại Việt Nam hiện giờ có nhiều cái đạo đường Aikikai, Aikido Hà Nội, Aikido Phú Nhuận, rồi Aikido tùm lum hết. Aikido quận 10, quận 5 rồi tinh võ rồi tùm lum. Chẳng lẽ những cái đó đều là khác nhau sao? Không. Khi họ đã tổ có cái hình của ông tổ sư Sipa là họ chỉ là một cái chi nhánh của thằng Aikido thôi. Thành ra các bạn đừng có tưởng khi một huấn luyện viên nào mà nói cho bạn biết là Aikido nó có nhiều hệ phái là anh đó sai rồi đó nha. Thật sự anh đó sai, không nên học anh đó. Vì trình độ anh đó, hiểu biết anh đó sai rồi. Aikido đi qua Nhật, từ Nhật đi qua Nga, đi qua khắp các nước trên thế giới, Pháp, Anh, Mỹ gì cũng vậy. Khi đã treo hình ông tổ sư là vẫn là của ông tổ sư Toshiba, chứ không có khác hơn. Đòn thế anh có thể đánh hơn, khác hơn chút. Nhưng mà khi hỏi cái gốc là từ đâu, anh không thể nào nói là của tôi mà phải nói là tổ sư Toshiba. Đó là anh mượn cái thằng mượn cái tiếng, cái danh thơm của ông tổ sư mà anh phô diễn cái động tác của anh, chứ thật sự ra không phải là của anh. Thành ra Aikido không có hệ phái, nhưng Kendo thì lại có hệ phái. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, nhiều võ đường nổi lên với một cái sắc thái riêng. Hiện tại Atami, Tự Vệ, ôi tùm lum hết. Nhưng nếu thật sự họ chỉ có một ông tổ sư treo lên thì tổ sư Sipa của họ là chỉ có một ông thôi, không có ông nào khác hơn nữa. Không lẽ tổ sư Sipa đó là của người Việt Nam, tổ sư Sipa có là của người Nga, hay tổ sư Sipa của Ấn Độ và tổ sư Sipa của Nhật thì khác nhau sao? Các bạn phải có một câu hỏi, và tự các bạn sẽ hiểu, và tự các bạn hiểu và trả lời thôi. Thành ra khi các bạn hỏi một số người ở tôi, Aikido nó có hệ phái giống như Kendo không? Tôi nghĩ là không. Phương pháp để cho giúp các bạn luyện tập cái tốc độ rút kiếm ra của các bạn được chính xác thì tôi xin trình bày cho các bạn hai cái phương pháp giúp cho các bạn luyện tập độ chính xác. Đó là bạn dùng cái đèn cây, bạn đốt nó lên và rút kiếm ra chém vào cái ngọn đèn cây. Nhớ cái điểm chém của bạn, cái điểm mà chém của bạn phải đụng ngay cái điểm gọi là kitsaki này, chứ không phải là chém ngay thân cái điểm mà các bạn chạm nó là cái phần kitsaki, cái mũi kiếm.
Ngoài ra, bạn lấy một cái bao tay và ghi nhẹ hay là một miếng cao su, bạn để cái độ rơi nó xuống, một tay giữ kiếm, một tay để cho nó rơi xuống tự nhiên, thì bạn chém nó, khi nó rơi xuống bạn chém nó trúng nó, là bạn đã thực hiện hoàn thành một cái phương pháp luyện tập. Bởi vì kiếm Nhật Bản rất là khó kiếm, thành ra bạn không cần phải kiếm những cái vật gì cứng như là leo hay là gì, hay là chuối gì đó, bạn đã chém lâu ngày nó hư cái kiếm bạn. Kiếm Nhật khó kiếm lắm các bạn, thành ra các bạn phải thương yêu nó, nâng niu nó như trứng mỏng vậy. Phương pháp luyện tập của các bạn giỏi hay không là do các bạn, chứ không phải là do ai cả. Trong kiếm Nhật, tôi xin nhắc là các bạn có một điều, có một điều rất là lý thú mà các bạn không nhìn ra, không có ai nói cho bạn biết, là khi bạn biểu diễn kiếm và cho kiếm lại vô trong bao, có nhiều người sơ suất đến mức độ bỏ kiếm vô bao có cái âm thanh như vậy. Đó là một cái điều thiếu sự tôn trọng trong kiếm Nhật. Nhớ, các bạn nhớ kỹ, đừng bao giờ bỏ kiếm nghe có âm thanh vô bao mà nghe có âm thanh. Đây là cái điều tối kỵ của người Nhật. Khi bạn trình diễn như vậy, dù cho bạn múa rất là nhanh hay là như thế nào đi nữa, nhưng bạn bỏ kiếm vô bao mà âm thanh nó trỗi lên vậy, người ta cho bạn là trình độ rất là thấp kém. Không có tôn trọng người Nhật, không có tôn trọng cái kiếm của bạn, tức là không có tôn trọng mọi người, không có tôn trọng cái bộ môn Kendo. Cái điều này rất là quan trọng. Khi bạn rút kiếm ra, cho nó trở về trong bao, thì bạn phải nó tạo sự nhẹ nhàng của nó, không có gây tiếng động. Đó là cái điểm các bạn cần phải lưu ý khi tập luyện. Rút kiếm ra, chém, phục, bỏ, vậy là sai. Rút kiếm ra, chém, khi bỏ lại, bạn thấy. Bạn dùng cái ngón này nè, bạn giữ ngay cái sống lưỡi nè, làm giảm cái tốc độ của nó, giảm bớt cái độ ma sát của nó, để bạn kiểm tra được cái độ tiếng kêu của nó. Đó là cái quan trọng tôi muốn nhắc nhở các bạn. Trong kiếm tàu, nghệ thuật của nó những động tác như vậy hay những động tác như vậy, trong kiếm tàu người ta sử dụng cái má kiếm, cái nghệ thuật vỗ kiếm dùng bằng cái má kiếm để vỗ vào cái tay hay chuôi kiếm để lách kiếm của người Tàu, là cái phương pháp độc tôn của kiếm Tàu. Họ dùng cái độ xoay tròn của lưỡi, đầu lưỡi kiếm để gạt kiếm. Thành ra mỗi một cái môn phái, mỗi một binh khí của võ thuật đều có một cái tầm quan trọng và đặc sở trường riêng của họ. Vậy trong Kendo có hay không? Thưa các bạn, trong Kendo thì cũng không khác gì các môn phái khác. Khi các bạn tập kiếm Nhật, những động tác
dùng sống kiếm. Những động tác đỡ ấn kiếm. Dùng má kiếm. Trong kiếm tàu thì nó bằng là bằng cách này. Trong kiếm Nhật, cách dùng má kiếm để gạt kiếm, để ém kiếm, ấn kiếm là quan trọng. Đây là những cái thế kiếm rất là quan trọng. Những sai lệch của kiếm này, các bạn, sai lệch như vậy. Rất là quan trọng. Bạn hãy nhìn kỹ. Bạn sai lệch nó để chém. Dùng má kiếm để gạt, để ém kiếm. Nó tương đương với bạn dùng cây kiếm tào. Bạn dùng má kiếm để dỗ. Thì người Nhật, ngoài cách sử dụng sóng kiếm để gạt, bởi vì gạt kiếm, nếu bạn dùng lưỡi kiếm mà bạn gạt thì cây kiếm của bạn thì hư. Thành ra đa số các bạn gạt mà bạn không để ý. Người Nhật, người ta dùng cái sóng kiếm để gạt. Những động tác trong 50 thế của Sinai thì từ cái thế số 12 thường thường ta gạt kiếm bằng cách nhá, gạt, chém lại, gạt bằng sóng kiếm hoặc là đè kiếm lại, sai lệch nó đi. Sai lệch tức là sao? Sai lệch tức là trượt cái sóng kiếm lên trên cái sóng kiếm bạn của đối phương để mà chém. Bạn phải có ý niệm đó. Mỗi một cái bạn rút kiếm ra gạt và chém ở đây mà người ta đâm xuống thì cái bàn tay này bạn kéo nó lại và cái lưỡi kiếm nó sẽ, cái sóng kiếm nó sẽ xuống đây, bạn ngược trở lại chém. Bạn gạt bằng sóng kiếm chứ không phải gạt bằng cái lưỡi kiếm. Cái này là trong kỹ thuật người huấn luyện viên giỏi họ sẽ để ý, họ sẽ chỉ bạn tại sao bạn gạt, gạt kiếm bằng sóng chứ không phải bằng lưỡi. Điểm ở đây, điểm là điểm bằng cái ngọn kiếm. Có những cái tư thế như vậy, bạn đưa kiếm về, là bạn dùng bằng sóng kiếm. Thành ra khi tập, bạn hãy có một cái ý thức là gạt kiếm bằng sóng kiếm chứ không phải bằng lưỡi kiếm. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở các bạn. Ở đây tôi không có cây Sinai. Thành ra có một cái phương pháp tập luyện, cái bước chân trong Sinai mà các bạn thường tập. Ở đây bạn không phải là nhảy. Bạn không phải nhảy mà bạn trùng cái chân để chém. Nó giống như múa vậy đó. Nha. Cái phương pháp này là bạn luôn tập luyện trong phần Sinai. Tới, lui, tới, lui. Tức là chân sau bạn rùng lại và chân lên, bạn ngu tới. Và khi lùi cũng vậy. Tập
phải giữ hơi thở, nếu không ở đây có thể sẽ làm cho bạn rất là mệt. Hít một hơi vô, mỗi ngày tới lui, tới lui 50 nhịp đập và hơi thở bạn phải control, nếu không bạn sẽ mau, rất là mau mệt. Không phải đơn giản bài tập dễ được đâu nha. Khi bạn chém như vậy, ngoài động tác la lên, nó sẽ làm cho bạn mệt, mau mệt. Thành ra bạn tập ở ước lượng ở bao nhiêu phút? 1 phút, 2 phút, thì bao nhiêu lần nhịp như vậy? Đó là phương pháp tập luyện, nó gọi là Hara Suburi. Trong tôi xin nhắc cho các bạn, cái phong thái và cái tư thế nào giúp cho các bạn có cái nét, bạn phải tập những thế rút kiếm ra thủ như vậy, bạn cũng phải biết. Người bạn lúc nào cũng phải thẳng, lưng bạn lúc nào cũng phải thẳng đấy, không có chồm như vậy. Người bạn thẳng, chém lên, trở xuống, chém lên, gạt xuống. Một trong tư thế, những tư thế là ngang. Khi bạn có đánh xuống, chém, tư thế ngang như vậy, chém với trước, làm lại cho các bạn xem. Động tác thứ nhất ở dạng này, khi đếm lên ở dạng này, đưa ngang, thủ ngang, khi chém xuống ở dạng này, thủ dạng này, chém ở dạng này, thủ ở đây, chém ở đây. Đa số những cái chân sau của mình nó như vậy. Học những thế thủ, có những thế thủ như vậy, thủ ra như vậy, bỏ kiếm vô bàn như vậy, nhớ. Vì không gian đây rất là nhỏ, hẹp, tôi không thể nào trình diễn cho các bạn cách hoàn chỉnh được. Nhưng đó là những cái phương pháp giúp bạn luyện tập. Nó có một cái, một số chi tiết mà thường xảy ra trong khi tập luyện. Đó là khi phần giao tiếp giữa hai cây kiếm trong khi tập luyện, khi các hai bên đều chạm nhau ở tư thế này, thì cái quan trọng nhất của các bạn để bung kiếm ra là phải làm sao cho đưa, đẩy lên để tung kiếm ra, chứ không phải là bạn để ngang như vậy thì bạn sẽ bị đối phương chém bạn. Cái điều này là điều quan trọng, bởi vì tôi khi trình bày cho các bạn không có người để mà trình bày, do đó cái khó khăn là ở cái cách trình diễn diễn đạt lại cho các bạn ở chỗ này, là không có người để mà giúp tôi trình đạt. Do đó bạn phải tự hiểu là khi
bạn đấu tập luyện trong Sinai, có những động tác bạn hai bạn sẽ được kinh nhau ở dạng gì, thì cái phương pháp đúng nhất để bạn hất người đối phương ra là bạn phải đẩy nó lên, đẩy từ dưới lên để hất kiếm ra, chứ không phải là đẩy thẳng, đẩy đường ngang từ sân, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Bạn hãy nhớ kỹ phương pháp tập luyện là khi bạn dùng kiếm đỡ chém như vậy, khi hai cái kiếm chạm nhau thì cái mà để bạn đẩy lui địch thủ là bạn đẩy nó đưa lên trên trời, chứ không bạn không thử là đẩy ngang để mà xuống để mà để ra đòn, cái đó không khảo, không có an toàn. Và để tập cho kiếm, cho cách lon của bạn nó đường nhuyễn nhuyễn, thì bạn nên tập ở dạng dùng cái kiếm này để lon. Tập lon kiếm khi bạn nhường nhuyễn, đó là phương pháp luyện tập để cho hai tay bạn nó đi du luyện. Tập kiếm nhật là bạn bạn phải biết lấy nét. Những động tác lấy nét rất là quan trọng. Lấy nét thủ sau khi chém, lấy nét thủ khi bắt đầu. Đó là những cái phương pháp cực kỳ quan trọng. Sau khi các bạn xem xong các clip video cho các bạn tham khảo về những kiến thức cơ bản khi học Kendo hay Aikido, nếu các bạn cảm thấy hài lòng thì mong các bạn hãy like cho tôi biết. Còn nếu các bạn nghĩ đây là cái chuyện tào lao, biết lao thôi, không cần, không cần bạn có comment hay là ý kiến gì, bởi vì thật sự ra cái bộ môn này tôi đã ngưng tập luyện đã trên mười mấy năm nay rồi, từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam. Thành ra những clip video này chỉ là do thấy các bạn quá đam mê về Aikido và Kendo mà tại Việt Nam hiện tại lại thiếu đi những cái huấn luyện viên giỏi và thiếu những người có những cái kiến thức rộng quá, được trải đã từng trải nghiệm và có sự tập luyện, nên tôi muốn tham khảo trao đổi với các bạn để các bạn có một cái ý thức, cái nhận thức và cách tập luyện đúng đắn thôi, không mưu cầu lợi lộc. Không phải các bạn đi làm theo ý tôi thì các bạn có thể học của tôi, không, tôi chỉ chỉ cho các bạn những kiến thức cơ bản. Vì cái đây không phải là cái gì lớn lao, cái đây là những cái kiến thức cơ bản tôi học ở cái basic, chứ không phải là một cái gì nó quá lớn. Nhưng mà nó là cái những trải nghiệm, những kinh nghiệm đã từng tập luyện, đã từng ra sức để luyện tập mà có cái kinh nghiệm mới truyền tải được cho các bạn, chứ không phải là nói suông, không phải là nghe lý thuyết, không phải là lên trên online sợ. Thành ra nếu các bạn like cho tôi thì tôi biết các bạn, tôi đã làm hài lòng và giúp được các bạn nhiều.
Còn nếu không cần like. Tôi kể bạn một câu chuyện. Chuyện kể rằng có hai con trâu uống nước cạnh bờ ao. Con trâu thứ nhất thấy một vật nổi trên ao, liền bảo con trâu kế bên rằng đó là con cá sấu. Nhưng con trâu kế bên, con trâu trắng kế bên nó nói rằng, nó nói với con trâu đen, anh nói sai rồi, cái vật nổi đó chỉ là một khúc gỗ thôi. Con trâu đen rất là bực bội. Con trâu đen muốn nói cho các bạn, cho nó bạn nó biết, trâu trắng biết rằng cái vật nổi đó chính là con cá sấu. Nhưng trâu trắng nhất định một mực đó là khúc gỗ. Trâu đen mới liền lấy một cái nhánh cây chọt vô cái vật nổi đó và nói đây là con cá sấu đó. Nhưng trâu trắng vẫn giữ nguyên cái lập trường của nó và cho đó chỉ là khúc gỗ. Điều này khiến cho con trâu đen vô cùng là bực bội. Thế là để chứng minh cho con trâu trắng biết đây là con cá sấu, con trâu đen đã nhảy lên cái vật nổi đó. Và các bạn biết kết quả như thế nào? Kết quả là con trâu đen đã trở thành vật mồi cho con cá sấu. Khi đó, con trâu trắng nó mới hết hồn. À, thì đây chính là con cá sấu. Điều này nói lên câu chuyện này là một cái bài học nói lên bạn đừng bao giờ tốn công sức lực để giải thích cho một người hoàn toàn vô ý thức, không hiểu biết sự việc. Không có trải nghiệm, không có tập luyện, dù cho bạn giải thích cỡ nào, họ cũng chẳng hiểu bạn đang nói gì. Và bạn, họ cũng không nhận, họ chưa học tới, thì họ cũng không có biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Thành ra, nói với những người không biết, thì tốt nhất bạn không nên chứng minh điều gì cả. Không cần có sự đồng tình nữa. Bởi vì nói cũng như là không nói. Cho nên tôi mong các bạn, nếu các bạn hài lòng thì chỉ cần like, không hài lòng thôi. Đây là một cái câu chuyện tào lao thì ok. Điều này không có ảnh hưởng gì tới ai cả. Đó là những tâm ý chỉ dành cho các người nào đam mê về võ thuật, về Aikido. Chúc các bạn có thêm nhiều cái nhận thức, có thêm nhiều cái sự quan sát tinh tế để không phải bị mờ mắt, bị nhồi sọ bởi những cái lý lẽ không ra gì và những cái ma ảo trong những đoàn thế. Bạn phải nhìn ra được cái nào là người ta chính gốc, cái nào là không phải chính gốc.
học là phải tìm tòi. Mong các bạn cố gắng và thành công.